Các nhà khoa học đã chứng minh rằng 73% phụ nữ gặp vấn đề vào lưng là do quần áo và phụ kiện mà họ mặc. Bạn có thể sẽ vứt một nửa tủ đồ của mình sau khi xem video này đấy, vì nhiều thứ quần áo không hề vô hại như bề ngoài của chúng đâu. Chúng tôi có 10 loại trang phục mà có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Hãy chú ý đến váy bút chì. Đây dường như là một trong những món đồ thời trang nguy hiểm nhất từng được tạo ra đấy. Số 10. Quần bó. Do ảnh hưởng của việc bó sát, những chiếc skinny jeans phổ biến này là mối đe dọa thực sự đối với sức khỏe của bạn. Chúng có thể gây ra một loạt vấn đề như tuần hoàn máu kém, giãn tĩnh mạch và tiêu hóa chậm. Thêm vào đó, bởi vì nó cũng tạo ra áp lực đè lên dây thần kinh xương đùi bên, nên quần bó sát có thể gây tê cứng chân và đau ở phần đùi. Vì vậy, lần tới khi mua quần jean, hãy chắc chắn là nó an toàn cho sức khỏe nhé! Số 9. Giày cao gót. Trong nghiên cứu mới nhất, những nhà phân tích tại Đại học Auburn đã kết luận rằng phụ nữ gặp các vấn đề về chân nhiều gấp 4 lần so với nam giới. Đau khớp, chai sần, bong gân mắt cá chân, viêm xương khớp, tổn thương thần kinh và còn rất nhiều chứng khác nữa. Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào đó trong số này, hãy đổ lỗi cho đôi giày cao gót mà bạn yêu thích. Gót chân càng cao và càng hẹp thì tình hình càng tệ. Cố gắng hạn chế tối đa thời gian bạn đi giày cao gót và vào lần tiếp theo, hãy mang một đôi giày thoải mái hơn. Bàn chân cần phải được hỗ trợ và cân bằng, đặc biệt là khi bạn dự định đi bộ với khoảng cách xa. Số 8. Quần lọt khe. Nếu là một tín đồ của quần lọt khe thì bạn nên biết rằng kiểu đồ lót này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh trĩ, nhiễm trùng âm đạo hay kích ứng và nứt nẻ da nữa đấy. Cố gắng đừng mang quần lọt khe thường xuyên, nhất là trong mùa hè nhé. Nếu muốn, ít nhất hãy chọn chất liệu 100% cốt tông. Số 7. Hoa tai và dây chuyền nặng. Theo những nghiên cứu gần đây, khoảng 20% tất cả các loại khuyên tai đều bị nhiễm vi khuẩn. Thêm vào đó, nếu quá trình mang không được thực hiện chính xác, những đồ trang sức này có thể dẫn đến việc nhiễm trùng lây lan trong tương lai và khiến cuộc sống của bạn gặp nguy hiểm. Những đôi bông tai to lớn và nặng nề thường làm hỏng dái tai và chỉ có phẫu thuật thẩm mỹ mới có thể giải quyết được vấn đề này. Dây chuyền quá khổ cũng có hại cho sức khỏe của bạn. Tốt hơn hết là hãy tránh đeo chúng quá thường xuyên. Nếu quá nặng, nó sẽ khiến bạn đau gáy và thậm chí là mắc chứng đau cứng cổ khó điều trị. Số 6. Cà vạt. Phụ nữ không phải là những người duy nhất và chịu khổ từ quần áo. Theo một nghiên cứu của Đại học Cornell, 67% nam giới mua áo sơ mi có phần cổ áo nhỏ hơn cổ của họ. Kết quả là áo sơ mi bé cùng nút thắt cà vạt quá chặt đã làm giảm lưu thông máu, tăng áp lực nội nhãn, gây nên chứng đau đầu, đồng thời hạn chế cử động cổ và tăng độ căng cơ lưng và vai. Số 5. Áo ngực không vừa vặn. Kích cỡ áo ngực sai hoặc áo ngực không vừa vặn có thể gây ra một loạt các vấn đề như đau lưng, vai và đau cột sống. Mỗi khi mua một chiếc áo ngực, hãy thử nó trước khi rời khỏi cửa hàng nhé. Nếu bạn có ngực lớn, cố gắng tránh mặc áo ngực có dây đeo mỏng. Nếu bạn có vòng ngực nhỏ hơn, hãy chắc chắn rằng mảnh kim loại trong áo không đâm vào da của mình. Số 4. Dép xỏ ngón. Mặc dù là một phụ kiện thiết yếu cho bãi biển, nhưng dép xỏ ngón lại không an toàn như bạn nghĩ đâu. Chúng khiến chân bạn gặp nguy hiểm, loại dép này có thể gây nên các vết xước trên bàn chân, thứ rất dễ bị nhiễm trùng. Hơn nữa, vì nó khá mỏng, nên dép xỏ ngón làm gót chân chạm đất với lực mạnh hơn. Điều này có thể gây khó chịu và đau lưng. Số 3. Đồ lót tạo hình. Mọi phụ nữ đều muốn trông thon thả và cân đối, đặc biệt là khi hẹn hò. Tuy nhiên, đai nịt bụng quá chặt không phải là lựa chọn tốt nhất. Nó có thể gây nên các triệu chứng như khó thở, đau cơ và lưu thông máu kém. Ít nhất, hãy luôn cho kích thước phù hợp và tìm loại đồ lót tạo hình với chất liệu Lycra để có được sự cân bằng về mức hỗ trợ, độ bó sát và sự thoải mái. Số 2. Túi sách siêu lớn. Giống như bao phụ nữ khác, bạn có thể sẽ để vào túi sách của mình mọi thứ cần thiết phải không? Tuy nhiên, mang quá nặng ở một bên vai có thể gây đau cơ và làm hư hại xương khớp của bạn. Nếu không thể từ bỏ túi sách cỡ XXL yêu thích của mình, thì đừng bỏ vào đó những thứ không cần thiết, chỉ mang theo những thứ thiết yếu thôi. Số 1. Váy bút chì. Váy bút chì hay còn gọi là váy ống sẽ khiến hai chân của bạn quá gần nhau. Vậy nên, bạn luôn có khả năng bị mất thăng bằng và ngã. Chúng hạn chế mọi cử động của đôi chân, từ đi bộ cho đến lên xe hơi. Nhưng điều tồi tệ nhất, đó là loại váy này có thể gây nên chứng căng cơ và cả dị tật đầu gối nữa. Đừng quên rà soát lại tủ đồ của mình và chia sẻ video này cho những ai là tín đồ của các phụ kiện thời trang nguy hiểm này nhé. Hãy ấn nút like bên dưới và nhấn đăng ký để luôn đồng hành cùng với Soi Sáng nha.